Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay Tuấn Lưu Piano giới thiệu với quý vị một mẫu đàn ngoài dòng, đàn piano cơ. Một cây đàn màu đen rất đẹp. Quý vị có thể nhìn thấy. Đây, tôi mở nắp lên xem nó tên là gì. Đây là cây đàn có tên là Miki. Một cây đàn ngoài dòng. Như tôi vẫn thường nói với quý vị trong một số cái video trước, đó là gì, ngoài dòng là hơn 60 thương hiệu đàn ở Nhật Bản. Đây, quý vị có thể nhìn ở đây ạ. Miki, vậy Miki là thương hiệu con của hãng nào? Miki, đây là thương hiệu con của hãng đàn Yamaha. Yamaha thì có Yamaha, Antenna, Kaishi và Miki. Như vậy, Yamaha có 4 thương hiệu đàn. Đó, và thứ nhất là Yamaha. 3 thương hiệu còn lại là thương hiệu đàn ngoài dòng. Tại sao gọi ngoài dòng? Bởi vì những cái đàn này được sản xuất với cái chất liệu và mọi thứ nó ở mức độ thấp hơn, tuyển chọn thấp hơn Yamaha, thấp hơn những cây đàn Yamaha. Chính vì thế cái giá thành của nó tốt hơn. Tuy nhiên, một cây đàn cũng là ngoài dòng nhưng mà như cây Miki này thì chúng ta lưu ý đây là một cây đàn rất là đẹp. Và có thể nói rằng cái bộ máy của nó khi mở ra thì nó không khác nào một cây đàn Yamaha. Cái tầm size nhỏ như U1. Nhưng chúng ta có thể nhìn thấy đây, Miki Gaki. Chữ nổi dập rất là dày. Và chúng ta có thể thấy rằng theo đánh giá của chúng tôi ở góc độ chuyên môn thì cây đàn này có chất lượng rất tốt. Bởi vì sao? Bởi vì cái năm sản xuất của cây đàn này cũng là khá là mới so với U1E. U1E khoảng trước những năm 70 thì cây này nó rơi vào cũng khoảng cuối những năm 70, nó gần đến 80 rồi. Cho nên cây đàn bên trong máy của nó nhìn rất mới. Một lát nữa đây tôi sẽ mở cái phần máy cho quý vị xem bên trong cây đàn. Chúng ta có thể thấy được cái phần bên trong, bây giờ ta cứ ngắm bên ngoài trước. Thì cây đàn này có cái size kích thước bằng với cây đàn U1E size 1. Phím rất chắc chắn. Tôi đánh giá rất cao cây đàn này là một cây đàn ngoài dòng, nhưng ở cái phân khúc đàn bằng giá ngoài dòng, nhưng cái chất lượng của nó tương ứng với một cây đàn Yamaha. Chúng ta có thể thấy kích thước của cây đàn này nhỏ. Đây là cây đàn size 1. Đó, tôi đang kê ở bên cạnh một cây đàn size 3. Size 3 thì chúng ta thấy rằng nó khoảng cách của nó khoảng gần 10 phân khác nhau về độ cao. Chiều dày thì thùng đàn thì gần như là bằng nhau. Cái độ cao thì khác nhau thôi. Chiều dày thùng đàn gần như nhau. Và cái phần chiều dài thì 1m50 như nhau rồi. Chỉ có chiều cao của nó là 1m21. Chiều cao thấp hơn, chiều cao của cây Miki này bằng đúng size của cây U1E hoặc U1H. Như vậy nó rất phù hợp với những gia đình có không gian nhỏ. Đây, tôi đã mở cái phần nắp của thân máy ra để chúng ta nhìn một lần nữa kỹ hơn về bên trong của phần thân máy cây đàn. Rất đẹp. Chất lượng còn rất tốt. Không có dấu hiệu hàn gì, ẩm mốc, hay là bị các cái loài côn trùng vào trong thùng đàn, mà tất cả còn đều rất là đẹp. Rất là đẹp. Trong một cái video của Tuấn Lưu Piano đã hướng dẫn quý vị cái cách để chọn lựa một cây đàn, thì khi nhìn vào phần máy này, chúng ta mở nắp ra, chúng ta có thể đánh giá được phần nào cái chất lượng của cây đàn. Ở góc độ là chúng ta không phải là một người chuyên về đàn, chúng ta cũng có thể đánh giá được. Ít nhất chúng ta có thể nhìn thấy về cái phần máy nó rất là sạch sẽ, nó không có dấu hiệu bị thay đổi về màu. Đây ta có thể nhìn thấy cái tem của hãng Yamaha, rất giống như những cây đàn, tất cả những cây đàn của hãng Yamaha. Chính vì thế mà phần bàn phím hay chất liệu, chúng tôi vẫn thường gọi rằng đây là cây đàn này là cây đàn ngoài dòng, nhưng mà thuộc của hãng Yamaha thì máy của nó coi như máy Yamaha, chỉ có cái vỏ và cái tên khác thôi. Cho nên nếu như ở mức độ kinh phí mà chưa cho phép thì chúng ta tìm được một cây như thế này, tôi nói là tìm được nhé, bởi vì cái dòng của thương hiệu con của Yamaha thì cũng không có nhiều, cũng thi thoảng. Như Tuấn Lưu Piano chúng tôi cũng mới nhập được cây này Miki, thì nó là một cây rất là đẹp, tôi đánh giá rất là cao. Và nó cũng là một cái duyên nếu như ai đó lấy được cây này, rất là đẹp, giá thành hợp lý. Sau đây mời quý vị nghe thử âm thanh của cây đàn này.
Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi một số hình ảnh tại kho đàn piano cơ của Tuấn Lưu Piano tại Hà Nội. Kho đàn chúng tôi có diện tích khoảng 500m. Và quý vị đang theo dõi những tên. Quý vị có thể nhìn thấy và quý vị có thể nhìn thấy rất nhiều đàn. Tại kho của chúng tôi có khoảng hiện tại đang có khoảng 120 cây đàn upright và grand với đủ tất cả các loại mẫu mã, modem và Sori, tất cả những thương hiệu đàn nổi tiếng của Nhật Bản. Chúng tôi khẳng định lại, Tuấn Lưu Piano chỉ bán đàn nhập từ Nhật Bản, không bán đàn của Hàn Quốc hay đàn châu Âu hay đàn Trung Quốc, bởi vì có rất nhiều loại đàn khác nhau. Tất cả những cây đàn này đều đã qua sử dụng tại Nhật Bản trong một quãng thời gian cũng khá dài. Nhưng về đến Việt Nam, chúng ta có thể thấy những cây đàn này còn rất mới và độ bền của nó có thể lên tới hàng trăm năm. Tuấn Lưu Piano cam kết tất cả những cây đàn của chúng tôi là nguyên bản, không sửa chữa, không thay thế, với mong muốn bán đến tận tay người tiêu dùng Việt Nam. Khi quý vị mua một cây đàn tại Tuấn Lưu Piano, quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm, không bị đắt và cũng không rẻ. Chúng tôi bán đàn phù hợp theo chất lượng của cây đàn và giá thành phù hợp. Tại kho của Tuấn Lưu luôn luôn có đầy đủ các mẫu mã những cây đàn của Yamaha, tôi có thể kể ở đây như U1E, U1F, U1G, U1H, U1A, U2F, U2M, U3E, U3F, U3G, U3H, U3M, U3A, U10BL, U30BL, U10A, UX, UA, US, UX, UX1, UX3, UX10BL, UX30BL, UX50BL, U300, IM10, IU1, IU3, IU5, IU5SX, IU5SXG, IU5SXGZ. VK, dòng VK thì có VK101, V104, 106, VK106B, VK120BS, MC, MC10, VKNC, MX, MX200, SX. Dòng đàn mà có chế độ tự chơi đấy là dòng MX, SX, HQ, HQ90, HQ90B, HQ90, SXG, XG, HQ100, VKN, HQ300B, HQ300, HQ100 SXG, HQ300 SXG, và còn khá nhiều, tôi không thể kể hết ra đi được, bởi vì dòng đàn upright piano, đàn piano tường của hãng Yamaha có khoảng trên 150 modem. Tuy nhiên, chúng tôi không nhập hết về 150 modem, bởi vì thị trường Việt Nam có những cây đàn người ta rất là yêu chuộng, có những cây đàn người ta cũng không dùng đến bao giờ. Chính vì thế mà Tuấn Lưu chỉ nhập về những cây đàn mà được người Việt Nam yêu chuộng và sử dụng nhiều năm, đã được trải qua nhiều người sử dụng và đánh giá được chất lượng của nó. Ngoài ra chúng tôi còn có đàn upright của hãng Kawai. Kawai cũng là một thương hiệu đứng sau thương hiệu Yamaha nổi tiếng của Nhật. Nhưng số lượng đàn Kawai người Việt Nam dùng cũng không nhiều so với Yamaha. Tuy nhiên chúng tôi vẫn có một số cái modem nổi bật của Kawai mà được người Việt Nam dùng nhiều nhất. Ví dụ như BL31, BL51, BL61, BL71, BL12, CL2, CL3, BS10, BS20, KL65, UX8X, UX9X, H5020, vân vân. Đây là một số cái mẫu piano Kawai mà chúng tôi nhập về, tuy nhiên không nhiều bằng Yamaha. Về đàn Grand, Grand Piano, đó là thương hiệu đàn nổi tiếng của Yamaha, đó là dòng đàn to, đàn cánh buồm hay còn gọi đàn ba chân, thì chúng tôi nhập về cũng khá nhiều. Ví dụ như những loại có modem như G3E, G5E, loại 2 pedal, hoặc loại 3 pedal như G1E, G2E, G3E, G5E, C3, C3B, C3, C5, C3A, C5A, C3B, C5E, G7, C7, C7B, C7A, C7E, S400B, S400E, S700E, A1, A1S, A1R, CF, CF3, CF3S. Những dòng cũng khá đắt tiền, chúng tôi đều có. Grand chúng tôi cũng có cả Steinway, một thương hiệu nổi tiếng của Mỹ, Steinway.
một cái dòng đàn cũng không thể thiếu được tại Tuấn Lưu Piano, và chúng tôi bán cũng rất là nhiều. Bởi vì sao? Nó rất phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam, đó là chúng tôi hay gọi chung là đàn ngoài dòng. Nó có khoảng trên 40 thương hiệu ngoài dòng. Quý vị có thể hình dung, nếu mà giải thích về ngoài dòng, tôi có thể nói một cách đơn giản như sau. Thứ nhất là Yamaha, thứ hai là Kawai, và dưới nó là 40 thương hiệu ngoài dòng của Nhật Bản. Ngoài dòng thì chúng ta có thể thấy là có những cái hãng như là Atlas, Flora, Hayway, Cruiser, Lester, Brutner, Rubinstein, Toyo, Taishi, Ozer. Thì trong mỗi một cái thương hiệu lớn này, nó sẽ có những cái thương hiệu con để có những cái đàn ngoài dòng. Chính vì thế mà nhiều khách hàng hỏi tôi là có những tại sao có nhiều cái loại đàn ngoài dòng có nhiều tên lạ thế. Thì ở Nhật, cây đàn sản xuất tại Nhật thì nó chỉ có khoảng hơn 40 thương hiệu thôi. Ví dụ như của hãng Atlas, thì trong Atlas thì có Atlas này, Brazzer này, Cruiserback này, Matsumoto này, Steinmeier, Tonika, Meister, Wagner, Nobel. Hoặc là của hãng Toyo thì nó có Toyo này, Apollo, Fukuyama, Wagner, Balidam, Tonika, Zenon, Heman, vân vân, và còn nhiều lắm. Nếu mà tôi đọc hết 40 thương hiệu ra thì chắc là rất là mất thời gian. Tuy nhiên, quý vị lưu ý, những cây đàn ngoài dòng này cũng rất dễ nhầm với một số cây đàn nhập từ Hàn Quốc về, cũng giống hệt những cây ngoài dòng mà có tên rất lạ. Đó, thì cái này quý vị phải lưu ý. Và nếu như quý vị cần tìm hiểu về những đàn ngoài dòng mà chính xác sản xuất tại Nhật Bản, thì quý vị có thể điện thoại, inbox hoặc nhắn tin cho tôi. Tôi sẽ cho quý vị biết tên những loại đàn nào là của ngoài dòng của Nhật Bản, và những loại nào không phải của Nhật Bản, có thể là của Hàn Quốc hoặc Trung Quốc, để quý vị tránh cái việc nhầm lẫn khi mua đàn, quý vị không biết được nguồn gốc của cây đàn đó. Nhưng hơn hết, Tuấn Lưu Piano vẫn cam kết chúng tôi chỉ bán đàn sản xuất tại Nhật Bản, không bán đàn của Hàn Quốc, không bán đàn của châu Âu, không bán đàn của Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc, để quý vị có được những cây đàn chất lượng nhất, yên tâm nhất. Và một điều đặc biệt đó là khi mua bất kỳ một cây đàn piano cơ nào tại Tuấn Lưu Piano, quý vị sẽ được tặng kèm theo cây đàn 11 loại phụ kiện. Tôi đã làm một clip giới thiệu về 11 loại phụ kiện này. Đó là những phụ kiện chúng tôi nhập về từ Nhật Bản, và những phụ kiện cũng rất quan trọng và hữu ích dành cho cây đàn, để chăm sóc cây đàn, bảo quản cây đàn, cũng như giúp đỡ cho người học đàn được học đàn tốt nhất. Chế độ bảo hành của Tuấn Lưu vẫn là từ 3 năm đến 5 năm cho một cây đàn bảo hành lỗi kỹ thuật. Và đặc biệt hơn cả, đó là chúng tôi có một cái chế độ gọi là chế độ hỗ trợ trọn đời cho cây đàn khi quý vị mua một cây đàn bất kỳ tại Tuấn Lưu Piano. Trên đây là những giới thiệu sơ qua về kho đàn của Tuấn Lưu Piano. Chúng tôi có một showroom tại Nghĩa Tân và một kho đàn. Quý vị có nhu cầu xin hãy liên hệ với Tuấn Lưu để được tư vấn miễn phí. Chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị và hướng dẫn cách lựa chọn một cây đàn tốt nhất, từ trong máy của đàn đến thân vỏ bên ngoài của đàn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các clip tiếp theo.